Rồi đây đây là chiếc xe cứu hỏa, xe bồn nha mấy bạn. Xe bồn siêu ngầu luôn. Đó, đã không? Rồi, ai thích thì cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ báo giá. Mấy bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của mình nha.